Đấy, ai cho mày nằm ở đây? Cơ quan nhà nước ăn xin ăn mày nằm đây. Không ra thể thống gì nữa. Cút đi. Anh ơi, trời sắp mưa rồi anh ạ. Anh cho em trú tạm ở đây nha anh nhá. Thôi được rồi. Dù sao trời sắp mưa thì có kia mà nằm, nhưng mà không được gây rối đâu ấy. Vâng, em cảm ơn anh. Chú mới đến đây à? Dạ vâng anh ạ. Em là anh xin mới đến đây anh ạ. Anh à, cuộc sống của em vất vả lắm anh ạ. Bố mẹ em mất hết từ hồi còn bé rồi. Mà em thì bệnh tật lại đầy mình nữa. Anh nhìn tóc em này, nó không mọc được anh ạ. Mày cũng khổ đấy. Thôi mày cứ ngồi đây, anh phải đi thay ca, tí có thằng nó đến thay ca cho anh ấy thì mày đứng đắc dụng với nó, không nó đập cho đấy. Vâng. May mày ngồi đây không bị thu tiền bảo kê, chứ ra chỗ khác người ta đuổi đi lâu rồi. Thôi anh đi đây. Vâng, vậy thì em chào anh ạ. Đói quá, không biết chiều nay xin được cái miếng gì không đây. Mưa gió thế nhỉ. Dạ. Này, ai cho mày ngồi đây đây? À, mày biết đây đâu không? Dạ, cái anh ca trước anh cho em ngồi đây anh ạ. Ca trước à? Ca trước à? Mày biết ai to nhất đây không? Mà mày dám ca trước? Nó chỉ là lính của tao thôi, mày nghe thấy không? Mày biết tao là ai không? Không biết ạ. Mày biết ai là to nhất tòa nhà này không? Dạ, quản lý tòa nhà anh ạ. Mày biết thế là tốt đấy. Mà tao nói luôn nhá, quản lý tòa nhà này là bố tao, biết chưa? Mà chú tao thì lại là trưởng phòng bảo vệ. Thế mày biết tao là ai chưa? Dạ anh, chắc là anh bảo vệ á. Ngu. Tao nói cho mày biết, tao là con của bố tao, mà tao thì cũng lại là cháu của chú tao. Thế nên tao mới được cất nhắc ra đây đứng quản lý toàn bộ đầu ra đầu vào của cái khu này. Mày nghe rõ chưa? Thế mày biết phải xin ai chưa? À, xin ai à? Xin tao! Thế mày đã xin chưa? Dạ, chưa. Thế không xin đi, tao đánh cho chết cha rồi. Dạ thưa, anh là con của anh, cháu bác anh, thì anh cho em ở đây nhá anh nhá. Đấy, nói thế ngay từ đầu thì có phải là ra cho mày yên ổn không? Ngồi đấy, cấm chạy lung tung, phá hoại tòa nhà. Vâng. Mà này, sao trông mày lạ đấy? Mày đến đây đâu chưa? Em mới đến được đây 2 hôm mẹ. À, 2 hôm mà. Thế mày biết quy định ở đây chưa? À, quy định gì hả anh? Mỗi một thằng đến đây ăn xin ấy là phải đóng chị đại ánh chó điên 200.000. Mà tao quên không giới thiệu luôn, tao không những là con của bố tao, cháu của chú tao, mà tao lại còn là em của anh trai tao nữa nhá. Mà mày biết anh trai tao là ai không? Anh trai tao là cánh tay phải đắc lực của chị ánh chó điên nhá. Thế nên bây giờ mày đóng tiền bảo kê cho tao đi, tí nữa tao nộp cho anh tao luôn cho đỡ lằng nhằng, mất công mất việc. 200.000 nhắc lên không nói nhiều. Anh trước anh bảo không cần phải nộp tiền anh ạ. Thằng trước nó chỉ là cái thằng bảo vệ, nó làm sao mà có bố là bố tao, mà chú giống như chú tao, mà lại có anh lại giống như anh tao được. Nó biết cái gì? Tao bảo nộp là phải nộp 200.000. Nộp nó nhanh lên. Nhưng mà anh cũng là bảo vệ mà anh. Bảo vệ nhưng mà tao đẳng cấp khác. Nộp tiền ra nhưng không tao đấm chết. Dạ thưa anh, em làm gì có tiền hả anh? Em là ăn mày em mới đến mà anh cho em khất vài hôm rồi. Khất cái gì mà khất? Mày không nôn tiền ra, tí nữa anh tao đến là mày no đòn đấy. À đấy, tao vừa nhắc xong, quả này mày chết rồi con ạ, anh tao đến rồi đấy. Mày chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi.
Anh ạ. Ê thằng em à. Giờ này làm việc sao rồi? À, em vẫn ở đây. Mà ai kia? À đấy đây. Em đang định nói với anh đây. Lại đây này. Đây đây anh xem này. Anh nhìn thấy nó. Nó là cái thằng ăn xin. Đến đây tận 2 hôm rồi. Tiền xin được một đống. Mà em bảo nó là đóng tiền bảo kê đi. Không chịu đóng. Mày làm loạn đây đấy. Không biết mày là đứa nào từ đâu đến mà mày định phá luật ở đây à? Hả? À? Sao lại không đóng tiền bảo kê? Có mỗi 50.000. Ôi em đòi nó 200.000. Gì mà mày lấy nhiều đấy? Kệ đi. Em nhá, anh em đứng ở đây 2 hôm rồi. Nó xin được nhiều lắm. Có khi nó phải xin được chục triệu chả ít đâu. Nhưng mà mày lấy nhiều này nhỡ lên tay bà anh điên thì sao? Thì ai chẳng biết bà ấy là bà anh chó điên. Nhưng mà kệ đi. Nó người mới làm sao nó biết cái gì. Với lại nhá, em không nói, anh không nói, ai biết đấy là đâu. Mình cho một lần ngoại lệ. Ê, thế lại tí em mời anh bắt phở. Đi đi. 200.000. Đúng rồi, 200.000. Nôn ra nhanh lên. Mà em có tiền anh. Thích đi em, tao thấy mày xin được phải chục triệu rồi. Nôn 200.000 ạ. Không cần biết, đây là sân chơi của tao. Luật của bọn tao. Biết phải làm theo. Còn mày không làm theo ấy, thì tao đấm mày. Đánh thôi. Tình hình dạo này sao rồi em? Thưa chị là dạo này tình hình khu mình vẫn ổn chị. Mà có chuyện em muốn báo cáo với chị. Nói đi em. Rằng là em nghe người ta đồn nhiều là cái xe ôm dạo này đang làm loạn ở khu của mình chị. Nó bắt nạt người dân. Nó cậy cơ. Nó mượn thế của chị để nó bắt nạt. Thằng Thành mà con bố nó, cháu chú nó đấy hả? Dạ đúng rồi chị. Thôi, nếu mà nó không làm gì quá đáng thì cứ cho nó hách dịch thêm tí nữa cũng được. Dạ vâng. Mà kia đang có chuyện gì chị em mình ra xem thử. Đi ra xem. Đóng tiền bảo kê, không đóng này. Bảo kê là này. Không lo không được. Im đang đánh vui. Nó à, em ơi. Vào. Nốt. Em ơi. Không đóng được tiền triệu. Chị không đã. Không đóng tiền. Xin trả tiền triệu. Anh không đánh nhưng mà cứ để em. Đừng lại chị này. Em chờ chị. Có chuyện gì thế này? Nói cho chị nghe. Báo cáo chị là thằng này nó đến nó phá luật ở đây. Nó không nhất quyết không chịu đóng tiền cho bọn em. Rồi chị. Này thằng em, chú đến đây làm ăn, muốn không bị cướp giật, không bị đuổi đi thì bỏ ra một ít để anh em nó bảo kê cho, làm ăn cho nó ngon lành, không phải chạy đây mai đó. Thế làm sao mà lại không đóng? Nhưng mà chị ơi, em số tiền lớn quá, em không đóng được chị ạ. Luật là luật em ơi, phép vua còn thua lệ làng. Em đến đây làm ăn, các anh các em nó cũng phải bảo kê cho em, nó cũng phải có miếng cơm ăn chứ. Mà có nhiều nhặn gì đâu, 50.000 một tháng. Làm sao mà không đóng được? Sao mấy anh kia bảo 200.000 nhà chị? Chưa. Thằng này im. Chị à, chị đừng nghe nó nói. Bọn em làm ở đây với chị bao nhiêu lâu rồi, bọn em không đòi láo thế đâu. Nó nói điều. Nó nói điều với chị ạ. Tao biết rồi. Hai. Dạ. Dạo này mày lợi dụng danh tiếng của chị đi làm loạn khắp nơi. Mày tưởng chị không biết à? Đứa nào nói thế với chị? Để em phá vỡ mồm ra. Tao nói đấy. Tao đã nể mặt bố mày, chú mày, để cho mày một đường làm ăn. Thế mà mày bây giờ, mày không cần biết mặt mũi của tao là ai nữa à? Chúng mày định làm loạn ở đây à? Không, không phải đâu chị. Chúng mày không cần biết tao là ai nữa đúng không? Tao đã nói với chúng mày bao nhiêu lần rồi. Ở trong giang hồ ấy, trên địa bàn của chị, phải biết thương người. Thế mà lòng thương của chúng mày như thế này à? Chúng mày lại còn ăn chặn trên đầu của tao nữa à? Thôi, thằng này, Thành, mày về nói với bố mày và chú mày cuốn xéo khỏi đất của chị. Nhưng còn nhà mày muốn đi đâu tao không cần biết. Còn chúng mày, tao tha. Chị lùi lại. Chị tha, nhưng anh em tao không tha. Còn không mau cút vào đây, đừng có nhiều lời. Cút. Ê cô em, chị nhìn thấy mày cũng được đấy. Cao to vạm vỡ. Thôi, đi theo chị. Chị có việc cho mày.
虽然会经历不同的事情，我们都喜欢。